Xin chào quý vị đã quay trở lại cùng với MoLefan trong bản tin toàn cảnh thế giới ngày hôm nay trên kênh The Saigon Post. Bản tin sẽ có những nội dung sau đây, mời quý vị cùng theo dõi. Trong một diễn biến khác, lực lượng Ukraine cho biết họ có 4 hoặc 5 lữ đoàn dự bị hiện đang hoạt động trên mặt trận Bakhmut, tiến hành các cuộc phản công nhỏ đang làm chậm lại và đẩy lùi quân Nga. Việc quân đội Nga chiếm được Bokrovsk trước đây dường như là điều không thể tránh khỏi, giờ đây có vẻ ít có khả năng xảy ra hơn. Lực lượng Ukraine đã rút lui dọc theo trục Bokrovsk kể từ ít nhất là giữa tháng 2 sau khi quân Nga phá vỡ hệ thống phòng thủ của thành phố pháo đài Avdiivka ở đầu phía đông của trục. Ukraine đã giữ 4 hoặc 5 lữ đoàn dự bị, mỗi lữ đoàn gồm tới 2.000 binh lính và hàng trăm xe cộ, Nhà tuyên truyền người Nga Yevgeny Norin mô tả các đơn vị này là tương đối nguyên vẹn và được trang bị tốt. Hiện tại, một số lực lượng dự bị này đang tham gia chiến đấu dọc theo tuyến chiến hào và thị trấn kiên cố cuối cùng, cách Bokrebsk và các tuyến đường tiếp tế quan trọng của thành phố 5 đến 6 dặm. Lực lượng vũ trang Ukraine đã bắt đầu phản công. Điều này đang giúp ổn định tiền tuyến, ít nhất là cho đến bây giờ. Tuy nhiên, không nên mong đợi bất kỳ thay đổi mạnh mẽ ngay lập tức nào xung quanh Bokrovsk. Lực lượng tăng viện của Ukraine ít nhất là lữ đoàn Karadak của vệ binh quốc gia, lữ đoàn chiến dịch đặc biệt số 12 và lữ đoàn cơ giới riêng biệt số 93 của lực lượng vũ trang Ukraine hiện đang tiến hành các cuộc phản công nhỏ. Những hành động này chủ yếu làm chậm hoặc đẩy lùi một chút lực lượng Nga. Những hành động dữ dội của lữ đoàn Karadak tại Selidov, thuộc thị trấn tiền tuyến ở phía Đông Nam Bogrovsk, có thể là hành động phản công quan trọng nhất gần đây. Xe tăng T-64 của lữ đoàn đã phá hủy và bắt giữ xe tăng và xe chiến đấu của Nga đang cố gắng tiến vào Selidov dọc theo con đường chính đông tây trong nhiều ngày. Người Nga cần phải đi qua Selidov để khai hỏa chính xác vào Bogrovsk. Tuy nhiên, việc quân đội Nga chiếm được Bakhmut có vẻ ít có khả năng xảy ra hơn trước khi quân đội Ukraine được trang bị tốt và tiến vào Sellydov. Thưa quý vị, vào đêm 7 tháng 9, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công ồ ạt bằng máy bay không người lái cảm tử Shahed vào Ukraine với mục tiêu tấn công các cơ sở trọng yếu tại thủ đô Kyiv. Một trong những máy bay không người lái của Nga đã cố gắng nhắm vào tòa nhà Quốc hội Verkhovna Rada, nhưng đã bị hệ thống phòng không của Ukraine chặn đứng. Mảnh vỡ của chiếc UAV này đã được tìm thấy gần tòa nhà, nhưng may mắn không có thiệt hại nào đáng kể. Thông báo chính thức từ tài khoản Telegram của Verkhovna Rada cho biết sau cuộc tấn công đêm qua, mảnh vỡ từ một chiếc UAV bị bắn rơi đã được phát hiện gần tòa nhà Verkhovna Rada, không có thiệt hại nào được ghi nhận. Theo chính quyền Kyiv, ít nhất hai máy bay không người lái Shahed hết của Nga đã bị bắn hạ trên bầu trời thành phố vào đêm đó. Các mảnh vỡ đã rơi xuống hai khu vực khác nhau trong thành phố, gây ra những đám cháy nhỏ ở các khu vực trống trải, nhưng đều nhanh chóng được kiểm soát. Điều đáng mừng là không có thương vong trong vụ tấn công. Lực lượng không quân Ukraine sau đó đã thông báo rằng, trong đêm 7 tháng 9, tổng cộng 67 máy bay không người lái xe hết của Nga đã được ghi nhận trong không phận Ukraine. Các UAV này được phóng từ ba điểm khác nhau, mũi đa ở Crimea bị chiếm đóng, cũng như từ các khu vực Kursk và Yeysk của Nga. Trong số đó, lực lượng phòng không Ukraine đã thành công đánh chặn 58 chiếc, 6 UAV khác đã rời khỏi phần không phận do Ukraine kiểm soát, với một số quay trở lại Nga, trong khi số khác bay tới Belarus và khu vực Lugansk bị chiếm đóng. Ba chiếc UAV còn lại có thể đã bị ảnh hưởng bởi hệ thống chiến tranh điện tử của Ukraine. Trước đó, có nguồn tin đã báo cáo rằng một số UAV Shahed bay tới Belarus không phải là ngẫu nhiên, mà có thể là một lời cảnh báo từ Putin gửi tới Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Trong đó, các cuộc tấn công gần đây đã có nhiều trường hợp các UAV của Nga gặp tai nạn và tự rơi trước khi đạt được mục tiêu. Trong một sự kiện đau lòng và gây sốc, ngôi làng Bokovo-Platovo ở vùng Luhansk, Ukraine hiện đang bị Nga chiếm đóng đã gần như bị thiêu rụi hoàn toàn bởi một đám cháy thảo nguyên dữ dội. Điều đáng kinh ngạc là lực lượng cứu hỏa Nga đã không có bất kỳ nỗ lực nào để dập tắt ngọn lửa, để mặt người dân địa phương phải tự vật lộn với thảm họa này. Thông tin về vụ việc này đã được lan truyền rộng rãi thông qua một đoạn video được đăng tải trên kênh Telegram 365 của Ukraine. Trong đoạn phim, một người phụ nữ địa phương đã chia sẻ câu chuyện đau lòng của mình với hậu cảnh là những ngôi nhà cháy đen phía sau lời kể của cô ấy phản ánh sự tuyệt vọng và bất lực của cả cộng đồng trước thảm họa này. Theo lời người phụ nữ, toàn bộ làng đã liên tục gọi điện cầu cứu lực lượng cứu hỏa Nga nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Không một ai đến con đường của chúng tôi cả, cô ấy nói với giọng đầy xúc động. Tôi đã tự mình gọi cho bộ tình trạng khẩn cấp, họ hét vào mặt tôi rằng họ không có đủ xe. Sau đó, chúng tôi không thể liên lạc được với ai nữa, không ai trả lời cả. Đối mặt với tình huống nguy cấp, người dân trong làng đã phải tự mình chiến đấu với ngọn lửa. Họ sử dụng những phương tiện sẵn có như vòi nước để cố gắng cứu vãn tình hình. Tuy nhiên, nỗ lực của họ dường như chỉ là muối bỏ bể trước sức mạnh của đám cháy. Chúng tôi tự mình dập lửa, người phụ nữ kể lại. Mọi thứ có thể cháy đều đã cháy rụi. Chúng tôi dùng vòi bơm đổ lên mái nhà, nhưng chỉ trong vòng 5 đến 10 phút, mọi thứ đã cháy thành trò. Điều đáng chú ý là Bokovo Blatovo đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga hơn một thập niên. Ngôi làng này nằm sâu trong vùng hậu phương của quân đội chiếm đóng Nga, các tiền tuyến gần 100 km về phía Tây. Trong khoảng thời gian dài như vậy, đáng lẽ Nga đã có thể thiết lập một hệ thống cứu hộ và phòng cháy chữa cháy hiệu quả cho khu vực. Tuy nhiên, thực tế cho thấy điều ngược lại hoàn toàn. Sự việc này phơi bày một thực trạng đáng buồn về cuộc sống của người dân trong vùng bị chiếm đóng. Thay vì được hưởng một cuộc sống ổn định và an toàn, họ phải đối mặt với nghèo đói và vô pháp luật. Câu chuyện của ngôi làng Bukovo Blatovo là một minh chứng rõ ràng cho sự thờ ơ và bỏ mặt của chính quyền chiếm đóng đối với cuộc sống của người dân địa phương. Vụ cháy này không chỉ gây ra thiệt hại vật chất nặng nề mà còn để lại những vết thương tinh thần sâu sắc cho cộng đồng. Người phụ nữ trong video chia sẻ rằng cô đã sống ở đó 32 năm và chưa bao giờ chứng kiến một vụ cháy kinh hoàng như vậy. Sự kiện này cũng làm dấy lên những câu hỏi về trách nhiệm của lực lượng chiếm đóng trong việc bảo vệ và chăm sóc cho dân thường trong vùng họ kiểm soát. Việc không có bất kỳ nỗ lực nào từ phía Nga trong việc dập tắt đám cháy không chỉ là sự thờ ơ mà còn có thể được coi là vi phạm nghiêm trọng đối với quyền con người cơ bản. Trong bối cảnh rộng lớn hơn, vụ cháy ở Bokovo Blatovo không phải là một sự kiện cá biệt. Gần đây cũng có báo cáo về các vụ cháy rừng quy mô lớn bùng phát ở khu vực Fyodosia thuộc Crimea bị chiếm đóng. Điều này cho thấy một xu hướng đáng lo ngại về tình trạng thiếu an toàn và khả năng ứng phó với thảm họa trong các vùng bị Nga kiểm soát. Thưa quý vị, trong bối cảnh cuộc chiến Nga-Ukraine tiếp tục leo thang, những diễn biến mới đang thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế. Gần đây, mạng xã hội đã lan truyền những đoạn video ghi lại cảnh tượng hậu quả của một cuộc tấn công tại tỉnh Luhansk, Ukraine. Theo các nguồn tin chưa được xác minh độc lập, lực lượng Ukraine đã thành công trong việc phá hủy 4 xe tăng T-80 của Nga cùng một điểm tiếp nhiên liệu quan trọng. Các đoạn video được chia sẻ trên nền tảng X trước đây là Twitter bởi các tài khoản Ocean Technical và Tenda cho thấy cảnh tượng đổ nát sau cuộc tấn công. Hình ảnh ghi lại cảnh binh lính di chuyển qua khu vực rừng rậm với nhiều phương tiện bị cháy rụi và mảnh vỡ vương vãi khắp nơi. Một cảnh đặc biệt ấn tượng cho thấy một binh sĩ đang leo lên một chiếc xe bị thiêu rụi, minh họa cho mức độ tàn khốc của cuộc tấn công. Tỉnh Luhansk, nơi xảy ra sự kiện này, là một vùng đất nằm ở cực đông Ukraine, giáp biên giới với Nga. Khu vực này trở thành tâm điểm tranh chấp kể từ khi Nga tuyên bố sáp nhập vào cuối tháng 9 năm 2022, một hành động bị cộng đồng quốc tế lên án là vi phạm luật pháp quốc tế. Tính đến tháng 7 năm 2024, Ukraine vẫn kiểm soát được 5% diện tích của tỉnh, bao gồm các khu định cư Herekivka, Nadia và Stelmakivka, những nơi thường xuyên xảy ra giao tranh. Cuộc chiến Nga-Ukraine đang bước vào giai đoạn then chốt. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gần đây đã tiến hành cải tổ nội các nhằm mục đích tiếp thêm nguồn năng lượng mới cho chính phủ khi cuộc chiến đang tiến tới giai đoạn có thể mang tính quyết định. Động thái này diễn ra vào thời điểm cuộc chiến đã kéo dài hơn 900 ngày để lại những hậu quả nặng nề về người và của tổn thất về mặt nhân đạo tiếp tục gia tăng. Một vụ tấn công bằng hỏa tiễn gần đây nhắm vào một học viện quân sự ở thành phố Bontava và một bệnh viện lân cận đã cướp đi sinh mạng của 55 người và làm bị thương 328 người khác, theo báo cáo từ Bộ Nội vụ Ukraine. Trong một diễn biến đáng chú ý khác, Ukraine đã bất ngờ mở cuộc tấn công vào khu vực Kursk của Nga vào ngày 6 tháng 8 và tiếp tục tiến sâu vào các vùng biên giới của nước này. Hành động này đã gặp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Moscow. Đồng thời, Nga cũng chỉ trích gây gắt sự ủng hộ của phương Tây đối với Ukraine trong cuộc chiến này. Các cuộc tấn công của Ukraine vào các cơ sở dầu mỏ của Nga đang làm lộ rõ những điểm yếu trong hệ thống phòng thủ của Moscow và gây thiệt hại nghiêm trọng cho cỗ máy chiến tranh của Vladimir Putin. Mặc dù các quan chức Nga như Bộ trưởng Năng lượng Sergei Tushivilev cố gắng hạ thấp tác động của những vụ tấn công này, Thực tế cho thấy, cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga ngày càng mong manh trước các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Cuộc tấn công gần đây nhất vào ngày 2 tháng 9 đã nhắm vào nhà máy lọc dầu Moscow của Gazpromnev, một trong những cơ sở dầu mỏ quan trọng của Nga. Tờ tuyên bố không có thương vong hoặc ảnh hưởng đến nguồn cung, nhưng vụ cháy kéo dài 16 ngày tại cơ sở dầu mỏ Kavkaz ở Volotarsk cho thấy các cuộc tấn công này đã gây thiệt hại lớn về mặt vật chất và khiến Nga mất thời gian và nguồn lực để khắc phục. Hanna Shales, giám đốc chương trình an ninh tại Hội đồng Chính sách Đối ngoại Ukrainian Prism, cho biết Ukraine đang khai thác điểm yếu trong việc bảo vệ các cơ sở tư nhân như nhà máy lọc dầu. Các khu vực này thường không được bảo vệ chặt chẽ như các mục tiêu quân sự tạo điều kiện cho Ukraine tận dụng. Bà cũng chỉ ra rằng hệ thống phòng không của Nga tập trung nhiều ở Moscow và các sân bay lớn, nhưng lại bỏ trống nhiều vùng trọng yếu khác. Những cuộc tấn công này không chỉ gây thiệt hại vật chất mà còn làm suy giảm khả năng tài chính và quân sự của Nga. Theo phân tích của các chuyên gia, chi phí sửa chữa các cơ sở dầu mỏ sau mỗi cuộc tấn công có thể lên tới hàng chục triệu đô la. Dù không đạt con số hàng tỷ như dự đoán ban đầu, những tổn thức này vẫn tạo áp lực đáng kể lên ngân sách của Nga. Các cuộc tấn công UAV của Ukraine đã mở rộng từ các cơ sở dầu mỏ đến các mục tiêu quân sự như sân bay và kho vũ khí, gây thiệt hại cho máy bay và thiết bị quân sự của Nga. Mặc dù Ukraine không chính thức nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công này, sự gia tăng của chúng đã cho thấy chiến thuật mới và hiệu quả trong việc làm suy yếu khả năng chiến đấu của Moscow. Ryan Guri, CEO của PDW, giải thích rằng hệ thống phòng không của Nga khó đối phó với UAV nhỏ linh hoạt vốn có thể bay qua các điểm yếu và vượt qua hàng rào phòng không. Khả năng tấn công vào các mục tiêu quan trọng của Nga từ khoảng cách xa đã mang lại lợi thế chiến lược và tinh thần lớn cho Ukraine đồng thời gây thêm khó khăn cho Nga trong việc duy trì nguồn lực cho cuộc chiến. Thưa quý vị, các binh sĩ thuộc lữ đoàn Katia số 13 của Vệ binh Quốc gia Ukraine đã phát động một cuộc tấn công thành công vào khu vực Kharkiv. Theo dịch vụ báo chí của lữ đoàn, kết quả của cuộc tấn công là 34 kẻ xâm lược đã thiệt mạng và 23 người bị thương trong cuộc tấn công, lữ đoàn Katia cũng đã dọn sạch 7 vị trí bộ binh và một vị trí bắn ATGM, phá hủy một khẩu lựu pháo và đẩy lùi kẻ thù đến tuyến phòng thủ tiếp theo. Lữ đoàn Katia số 13 báo cáo rằng, đằng sau mỗi phút của một cuộc tấn công thành công là hàng chục giờ lên kế hoạch và chuẩn bị. Cuộc tấn công này của binh lính Ukraine cũng không ngoại lệ. Kế hoạch tấn công được hoàn thiện thông qua quá trình chuẩn bị chi tiết, bao gồm huấn luyện với mô hình và trên thực địa. Thành công trong chiến đấu phụ thuộc vào may mắn và sự chuẩn bị. Chúng ta không thể tác động đến may mắn, nhưng chúng ta có thể tác động đến quá trình huấn luyện và sự gắn kết của binh lính và chỉ huy, khả năng đưa ra quyết định khi thiếu thời gian, thông tin và nguồn lực, cũng như khả năng ứng phó với những tình huống thay đổi trên chiến trường. Chỉ huy lữ đoàn Đại tá Iho Obolensky cho biết. Trước đó, lữ đoàn Katia số 13 thuộc vệ binh quốc gia Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái để tìm kiếm và giúp đỡ một người lính Nga bị thương đầu hàng. Binh lính của lữ đoàn Katia số 13 đã thả nước và một tờ giấy ghi hướng dẫn cho một người lính Nga. Làm theo hướng dẫn, người điều khiển máy bay không người lái Ukraine sau đó đã dẫn đường cho kẻ xâm lược Nga về phía quân đội Ukraine. Những người lính của Lữ đoàn Katia số 13 đã chia sẻ thức ăn và nước uống với tù binh chiến tranh Nga và cung cấp cho anh ta dịch vụ chăm sóc y tế chuyên khoa. Kể từ khi thành lập, lữ đoàn Katia số 13 đã sử dụng phương pháp lập kế hoạch nhiệm vụ và quy trình ra quyết định quân sự để lập kế hoạch cho mọi hoạt động chiến đấu quá trình này được sử dụng trong quân đội của các nước nato bao gồm hoa kỳ và vương quốc anh nó bao gồm phân tích chi tiết về nhiệm vụ được giao từ chỉ huy cấp cao phân tích năng lực của mình và của đối phương phân tích địa hình thời tiết và các yếu tố dân sự có thể ảnh hưởng đến nhiệm vụ ví dụ bộ phận tình báo dự đoán các lựa chọn có khả năng xảy ra và nguy hiểm nhất cho hành động của kẻ thù bộ phận kỹ thuật lập kế hoạch vượt qua hoặc lắp đặt chướng ngại vật bộ phận lập kế hoạch sẽ đưa ra nhiều phương án hành động để chỉ huy lữ đoàn phân tích cẩn thận một phần của quá trình này là diễn tập và trò chơi chiến tranh cho phép chúng tôi xác định điểm yếu và thực hành các hành động phối hợp của các đơn vị khác nhau. Các máy bay đánh chặn không người lái của lữ đoàn cơ giới số 93 Ukraine đã bắn hạ 50 máy bay không người lái trên sát của đối phương ở khu vực Torres trong thời gian ngắn. Video ghi lại vụ chặn bắt đã được đăng tải trên trang của đơn vị. Quân đội cho biết. Trong một thời gian rất ngắn, chúng tôi đã tiêu diệt được hầu hết các con mắt khách sáp trong khu vực. Điều này tạo điều kiện thuận lợi đáng kể cho công tác hậu cần, pháo binh và các tính toán khác của chúng tôi, đồng thời cho phép chúng tôi giảm bớt các cuộc pháo kích của đối phương bằng cả pháo binh và bom dẫn đường trên không. Lữ đoàn cơ giới số 93 của Ukraine dựa trên cảnh quan và các tòa nhà được hiển thị đã tiến hành một công việc mở rộng và xác định vị trí các địa điểm đánh chặn của tất cả 49 máy bay không người lái trong video. Phần lớn các UAV của đối phương bị bắn hạ đều nằm trong phạm vi 20 km từ Toretsk đến Kostiantynivka. Do lực lượng Ukraine không chặn được tất cả các máy bay không người lái, nên chúng ta có thể hình dung được mật độ sử dụng máy bay không người lái ở khu vực này và mức độ ưu tiên của chúng đối với những kẻ xâm lược Nga. Hiện nay, UV đóng vai trò chủ chốt trong hệ thống trinh sát và tấn công của Nga. Nếu không có chúng, pháo binh hỏa tiễn và các cuộc không kích của đối phương sẽ mất hiệu quả. Hiệu quả của lũ đoàn và tác động của nó đến tiến trình thù địch trong khu vực cũng được chứng minh hùng hồn bằng dòng chữ có cách chơi chữ không thể dịch được mà những kẻ xâm lược đặt trên cánh của một trong những máy bay không người lái dành riêng cho các sở thủ phòng không Ukraine. Trước đó, máy bay không người lái đánh chặn Ukraine đã bắn hạ hơn 100 máy bay không người lái trinh sát của Nga. Trong một diễn biến đáng chú ý, không quân Ukraine đang thử nghiệm một phiên bản tương tự của bộ UMPK trong nước để cho phép máy bay Ukraine thực hiện các cuộc ném bom tầm xa chống lại quân xâm lược. Một đoạn video ngắn về cuộc thử nghiệm vũ khí mới đã được đăng tải trên kênh Telegram không quân chiến đấu của Ukraine. Đoạn phim cho thấy một máy bay tấn công Su-24M đang được sử dụng để thử nghiệm bom lượng của Ukraine. Kênh Telegram khẳng định rằng trong chuyến bay này, nó được hỗ tống bởi một máy bay huấn luyện chuyển đổi hoạt động hai chỗ ngồi Su-27UB, từ đó thực hiện việc ghi hình video. Máy bay ném bom đang thực hiện chuyến bay thử nghiệm để thử nghiệm một loại bom dẫn đường mới, kênh Telegram cho biết. Một máy bay chiến đấu hỗ tống máy bay tấn công để kiểm soát việc thả bom và lướt tới mục tiêu. Báo cáo cũng lưu ý rằng, chuyến bay được thực hiện theo đội hình chặt chẽ, đòi hỏi phi hành đoàn phải tập trung nhiều hơn trong suốt chuyến bay đoạn video cho thấy nhiều khả năng là trên một quả bom rơi tự do của liên xô các kỹ sư ukraine đã lắp đặt một cấu trúc bản lề một số bộ phận trông giống như các thành phần của umpk mà nga lắp đặt trên bom của họ để tăng tầm bắn và độ chính xác khi đánh trúng ví dụ bom ukraine có cánh gấp và phần đồ khí động học tròn ở bộ phận mới giúp cải thiện các đặc tính khí động học giảm sức cản không khí trong suốt chuyến bay của bom cả khi bom ở dưới cánh máy bay và khi tấn công mục tiêu nhưng cũng có những điểm khác biệt ở phần đuôi có một khoang với các bề mặt điều khiển hình chữ X, bánh lái và xét theo video, chúng ta có thể cho rằng đó là hỏa tiễn đẩy nhiên liệu rắn hoặc động cơ phản lực. Việc sử dụng thêm một máy gia tốc với bom làm tăng tầm bay của bom và giảm nguy cơ phía hành đoàn bị hỏa lực phòng không của đối phương bắn hạ. Trước đó vào tháng 6 năm nay, trưởng tướng Sahe Halus Tổng tư lệnh Không quân thuộc Bộ Tư lệnh Không quân đã công bố việc thử nghiệm một loại vũ khí tương tự J-DAMMER trong nước. Vào thời điểm đó, ông cho biết Ukraine đang nghiên cứu phát triển bộ dụng cụ có độ chính xác cao dành cho bom liên xô, ngoài độ chính xác cao còn có tầm bắn xa hơn. Đến với một số thông tin khác, mới đây phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova chỉ ra sự tương đồng giữa Nga và Triều Tiên liên quan các đòn trừng phạt của phương Tây. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng Nga và Triều Tiên giống nhau ở chỗ cả hai đều phải chịu áp lực trừng phạt của phương Tây. Bà Zakharova nói rằng cả Nga và Triều Tiên đều đang trải qua những thách thức đáng kể liên quan cuộc chiến trừng phạt, thêm rằng hai nước có nhiều quan điểm giống nhau về tình hình quốc tế. Sau khi chiến tranh Ukraine leo thang vào tháng 2 năm 2022, các nước nói trên đã tung thêm nhiều các biện pháp trừng phạt cứng rắn và sâu rộng hơn nhằm vào Moscow. Theo ước tính của Bộ Ngoại giao Nga, số lượng các biện pháp trừng phạt đã vượt quá 20.000. Hồi tháng 6 năm nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có chuyến thăm cấp nhà nước tới Triều Tiên đầu tiên kể từ năm 2000. Sau cuộc hội đàm song phương tại Bình Nhưỡng, ông Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ký hiệp ước đối tác chiến lược toàn diện giữa Nga và Triều Tiên, trong đó có điều khoản phòng thủ chung, bảo đảm sự hỗ trợ quân sự nếu một trong hai bên bị tấn công hoặc rơi vào tình trạng chiến tranh. Tổng thống Nga nhấn mạnh Triều Tiên có quyền thực hiện các bước đi hợp lý để bảo đảm an ninh và chủ quyền của họ, ông putin cũng lên án các biện pháp trừng phạt vô thời hạn mà mỹ và hội đồng bảo an liên hợp quốc áp đặt lên bình nhưỡng những chiêu trò tuyên truyền của phương tây không còn có thể che giấu được ý định địa chính trị hung hăng của họ nữa kể cả ở tây bắc á ông putin nói tổng thống putin nói thêm rằng nga không loại trừ khả năng phát triển hợp tác quân sự với triều tiên vì các quốc gia phương tây đang cung cấp hàng loạt vũ khí tiên tiến cho ukraine vào đêm 7 tháng 9, các Gen Z của Nga bắt đầu báo cáo về những diễn biến nguy cấp tại khu vực Kursk khi lực lượng phòng vệ Ukraine đạt được những bước tiến đáng kể. Kênh lực lượng dù vì sự trung thực và công lý, một nguồn tin liên kết với quân đội Nga đã cảnh báo về tình trạng một số đơn vị Nga bị bao vây bởi quân đội Ukraine. Theo thông tin từ phía Nga, lực lượng vũ trang Ukraine đã mở rộng khu vực kiểm soát và hiện đang chiếm giữ khoảng 1,3 nghìn km vuông lãnh thổ Nga, với những diễn biến nghiêm trọng xảy ra tại vùng Glaskovsky, sườn phía bắc Gersker. Đặc biệt, khu vực này đã bị cô lập khi các cây cầu bắc qua sông Sheim bị phá hủy, khiến 700 km vuông bị bao vây trong một túi lửa mà không có lệnh rút quân từ Bộ Chỉ huy Nga. Mặc dù phía Ukraine vẫn chưa công bố chi tiết, sự im lặng từ Kyiv chỉ làm gia tăng căng thẳng đối với phía Nga. Các kênh Z cho biết tin xấu tiếp tục đến từ mặt trận Kursk. Ukraine đang mở rộng vùng kiểm soát, một số đơn vị của chúng tôi đã bị bao vây. Tình hình căng thẳng ở Kursk đang khiến nhiều kênh truyền thông Nga lo ngại về khả năng từ một cuộc bao vây chiến lược có thể dẫn đến tổn thất lớn cho quân đội Nga. Các báo cáo từ phía Nga cho thấy quân đội Nga đã rút lui một chút để tránh những tổn thất nặng nề hơn, nhưng mức độ kiểm soát của Ukraine trong khu vực vẫn chưa được công bố chính xác. Trước đó, Tổng thư ký NATO đã đưa ra đánh giá tích cực về các hoạt động quân sự của Ukraine trong khu vực Kursk, nhấn mạnh tầm quan trọng của những bước tiến này đối với cuộc phản công toàn diện của Kyiv. Nga cân nhắc đóng cửa nhà máy điện hạt nhân Kursk giữa căng thẳng với Ukraine trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại khu vực biên giới Nga-Ukraine, Alexei Likachev, tổng giám đốc Rosatom, cơ quan năng lượng nguyên tử của Nga, đã tiết lộ rằng Nga đang xem xét khả năng đóng cửa nhà máy điện hạt nhân Kursk. Thông tin này được đưa ra trong cuộc phỏng vấn bên lề diễn đàn kinh tế phương Đông tại Vladivostok vào ngày thứ Năm, theo báo cáo của hãng thông tấn nhà nước RIA Novosti. Nhà máy điện hạt nhân Kursk nằm cách thành phố Kursk khoảng 40 km về phía Tây và cách biên giới Ukraine khoảng 110 km, đã trở thành tâm điểm chú ý sau các cuộc đụng độ gần đây trong khu vực. Vào đầu tháng 8, Ukraine đã triển khai quân đội và xe bọc thép vào vùng biên giới Kursk giáp ranh với tỉnh Sumy của Ukraine, dẫn đến những xung đột dữ dội trong khu vực. Likhachev nhấn mạnh tầm quan trọng của nhà máy đối với việc cung cấp năng lượng cho toàn bộ khu vực. Ông cho biết, nhà máy điện hạt nhân Kursk có vai trò quan trọng trong việc cung cấp năng lượng cho toàn bộ khu vực. Điều này đặc biệt quan trọng trong tình hình hiện nay tuy nhiên ông cũng nói thêm rằng quyết định đóng cửa nhà máy vẫn chưa được đưa ra và hiện tại chỉ có một trong bốn đơn vị của nhà máy đang hoạt động tình hình căng thẳng này đã dấy lên nhiều suy đoán và lo ngại một số blogger quân sự nga trong đó có phóng viên chiến trường Alexander Sladkov đã đưa ra giả thuyết rằng Ukraine có thể có kế hoạch kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Slatkov còn đề xuất nhiều kịch bản khác nhau, từ việc Ukraine sử dụng nhà máy làm đòn bẫy để đàm phán về nhà máy điện hạt nhân Zaporozhia hiện đang bị Nga chiếm đóng, đến việc đe dọa gây ra thảm họa hạt nhân. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, không có bằng chứng cụ thể nào cho thấy Ukraine có ý định chiếm giữ nhà máy điện hạt nhân Kursk. Mặc dù vậy, Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA Rafael Grassi sau chuyến thăm cơ sở này vào cuối tháng 8 đã cảnh báo về nguy cơ xảy ra sự cố hạt nhân tại đây. Trong khi đó, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW có trụ sở tại Washington DC nhận định rằng, Tổng thống Nga Vladimir Putin đang cố gắng giảm nhẹ tác động của cuộc tấn công của Ukraine vào Kursk trên phạm vi toàn chiến trường. ISW cho rằng Putin đang nỗ lực thuyết phục người dân Nga rằng phản ứng chậm trễ và thiếu tổ chức của Điện Kremlin đối với cuộc xâm nhập Kursk là cái giá có thể chấp nhận được cho những bước tiến tiếp theo của Nga ở khu vực Donetsk, miền đông Ukraine. Thưa quý vị, những ngày này cầu Kurt, công trình nối liền bán đảo Crimea với đất liền Nga đang trở thành tâm điểm của sự chú ý và lo ngại. Theo thông tin từ Dmitry Platenshuk, người phát ngôn hải quân Ukraine, lực lượng Nga đang thực hiện những biện pháp phòng thủ chưa từng có để bảo vệ cây cầu này, phản ánh mức độ quan trọng chiến lược của nó đối với người Nga trong cuộc chiến hiện tại. Cầu Kurt, còn được gọi là cầu Crimea, là một công trình giao thông bắc qua eo biển Kurt, nối bán đảo Kurt của Crimea với bán đảo Taman của Nga qua đảo Tuzla. Đây là cây cầu dài nhất ở châu Âu với chiều dài 19 km và đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối Crimea, vùng lãnh thổ mà Nga sắp nhập vào năm 2014 với đất liền Nga. Tuy nhiên, cộng đồng quốc tế vẫn coi việc xây dựng cầu này là bất hợp pháp, vi phạm chủ quyền lãnh thổ của Ukraine. Theo lời Platon lực lượng Nga đang tập trung một lượng lớn hệ thống phòng không xung quanh cầu kết. Có một lực lượng phòng không khá lớn ở đó, Platon nói. Chúng tôi nhận thấy họ đã bảo hòa càng nhiều càng tốt và đáp ứng nhu cầu phòng không xung quanh cầu Crimea. Điều này cho thấy mức độ lo ngại cao của Nga về khả năng cầu kết trở thành mục tiêu tấn công của Ukraine. Việc tăng cường phòng thủ này không chỉ phản ánh tầm quan trọng chiến lược của cây cầu, mà còn cho thấy sự lo lắng ngày càng tăng của Nga về khả năng Ukraine có thể tiến hành các cuộc tấn công sâu vào hậu phương của họ. Cầu kết không chỉ là một tuyến giao thông quan trọng mà còn mang tính biểu tượng đối với sự kiểm soát của Nga với Crimea. Tuy nhiên, Bledajek cũng chỉ ra rằng, mặc dù có những nỗ lực bảo vệ này, cầu kết đã không còn có thể thực hiện đầy đủ chức năng hậu cần đường sắt như trước đây. Cây cầu này không còn có thể thực hiện đầy đủ chức năng hậu cần đường sắt vì đã được sử dụng nhiều lần, ông nói. Điều này buộc lực lượng Nga phải tìm kiếm các phương thức vận chuyển hàng hóa và thiết bị quân sự khác cho lực lượng của họ ở miền nam Ukraine. Sự suy giảm khả năng vận chuyển của cầu kết có thể gây ra những khó khăn đáng kể cho hoạt động hậu cần của Nga. Rất có thể họ đã gặp khó khăn, nhưng họ sẽ cố gắng hết sức để khắc phục theo cách khác, Blatenchuk nhận định. Điều này có thể dẫn đến việc Nga phải tăng cường sử dụng các tuyến đường biển hoặc đường bộ khác, có thể kém hiệu quả và dễ bị tổn thương hơn trước các cuộc tấn công. Tình hình xung quanh cầu kết cũng phản ánh một bức tranh rộng lớn hơn về cuộc chiến đang diễn ra. Nó cho thấy Ukraine đang ngày càng có khả năng đe dọa các mục tiêu sâu trong lãnh thổ do Nga kiểm soát, buộc Nga phải phân bổ nguồn lực đáng kể cho việc phòng thủ thay vì tập trung vào các hoạt động tấn công. Thưa quý vị, ngày 6 tháng 9, một đám cháy quy mô lớn đã bùng phát tại khu vực Moscow, làm bốc cháy co đường sắt Kryukovo nằm ở làng Alabushevo, cách Yelenograd, khu hành chính thứ 12 của Moscow, khoảng 9,7 km. Đoạn video ghi lại cảnh ngọn lửa lớn cùng cục khói đen dày đặc được lan truyền trên các kênh thông tin của Ukraine, làm dấy lên lo ngại về mức độ nghiêm trọng của sự việc. Trong video, tiếng còi báo động vang lên khắp nơi, kèm theo hình ảnh các xe cứu hỏa và cứu thương có mặt tại hiện trường để khống chế đám cháy. Theo lời các nhân chứng, xét theo cường độ và quy mô của vụ cháy, nguyên nhân có thể do một thùng nhiên liệu hoặc dầu ma rút bốc cháy trong kho. Dù chưa có báo cáo chính thức về thương vong, nhưng đám cháy đã gây ra nỗi lo ngại lớn về khả năng lửa lan rộng tới các khu vực chứa nhiên liệu khác trên các diễn đàn trò chuyện tại moscow nhiều người đã bày tỏ lo ngại rằng khu vực này có thể còn nhiều xe tăng chứa nhiên liệu diesel chưa được xử lý an toàn một số nguồn tin cho biết các thùng chứa này được cho là sẽ bị chôn lấp nhằm ngăn ngừa sự cố nhưng công việc này chưa được tiến hành kịp thời sự cố diễn ra chỉ vài ngày sau khi các máy bay không người lái của ukraine tiến hành một cuộc tấn công lớn vào các cơ sở năng lượng tại moscow vào ngày 1 tháng 9, một cuộc tấn công bằng UAV đã nhắm vào một nhà máy lọc dầu và hai nhà máy điện cấp quận của Nga, làm bùng lên các đám cháy lớn. Những hình ảnh và video từ hiện trường cho thấy các UAV đã đánh trúng mục tiêu, gây thiệt hại nghiêm trọng cho cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga. Tuy nhiên, chính quyền Moscow đã cố gắng phủ nhận mức độ thiệt hại bằng cách đưa ra tuyên bố rằng mảnh vỡ rơi là nguyên nhân, thay vì thừa nhận sự tấn công từ các UAV của Ukraine. Vụ cháy ở kho đường sắt Kryukovo lần này tiếp tục làm nổi bật những nguy cơ tiềm ẩn từ cơ sở hạ tầng của Nga, đồng thời cho thấy sự lúng túng của hệ thống phòng không Nga trong việc bảo vệ các cơ sở quan trọng trước các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng, những vụ cháy liên tiếp đang đẩy Nga vào tình thế khó khăn hơn trong việc bảo đảm an ninh cho các cơ sở hạ tầng quan trọng của mình. Thưa quý vị, giữa lúc quân đội Ukraine tiếp tục tiến sâu vào khu vực Kursk, một tuyên bố chiến thắng từ phía Nga đã gây chấn động dư luận, không phải vì sự thành công quân sự, mà bởi sự mỉa mai của chính người Nga đối với tuyên bố đó. Phát ngôn này đến từ Apti Alaudinov, Phó Cục trưởng Cục Chính trị Quân sự của Bộ Quốc phòng Nga và Chỉ huy lực lượng đặc biệt Chechnya Akhmat, người tự tin rằng Nga đã giành chiến thắng trong cuộc chiến với Ukraine tuyên bố của alodinov được truyền thông nga lan truyền mạnh mẽ rằng liên bang nga đã giành chiến thắng trong cuộc chiến với ukraine đã vấp phải sự phản ứng dữ dội từ người dùng mạng xã hội nga trong bối cảnh lực lượng vũ trang ukraine đang phản công mạnh mẽ tiến vào các khu vực phía tây nước nga tuyên bố này chẳng khác gì một trò đùa thay vì đưa ra bằng chứng về chiến thắng thực tế alodinov lại nhấn mạnh vào các giá trị tôn giáo truyền thống và thậm chí viện dẫn chúa khiến người nga mỉa mai và châm biếm Phát biểu của Aladinov trước người dân Nga, đặc biệt khi ông nói, chúng tôi đã giành được chiến dịch đặc biệt này, đã khiến ông trở thành đối tượng bị chế nhạo trên mạng xã hội. Nhiều người Nga coi đây là sự thiếu liên kết với thực tế, khi chính quân đội Ukraine đang tiến hành các cuộc phản công thành công, không chỉ ở khu vực Donetsk hay Zaporizhia, mà còn đe dọa đến vùng lãnh thổ trong nước Nga như Kursk. Thậm chí vào ngày trước đó, Aladinov còn tuyên bố rằng Nga chuẩn bị cho trận chiến quyết định ở vùng Kursk. Theo ông, trận chiến này sẽ kết thúc cuộc chiến đã kéo dài hơn hai năm qua. Sự mỉa mai từ mạng xã hội đối với phát ngôn của Aladinov đã khiến ông trở thành một biểu tượng mem trong cộng đồng Nga. Trong khi truyền thông Nga cố gắng tô vẽ một viễn cảnh chiến thắng, thực tế chiến trường đang chứng minh điều ngược lại. Ukraine vẫn kiên cường chiến đấu và ngày càng tiến sâu vào lãnh thổ Nga, làm lộ rõ sự bất lực của quân đội Nga và chiến lược của Điện Kremlin. Tuyên bố chiến thắng của Nga không chỉ bị Ukraine bác bỏ mà còn bị chính người dân Nga coi là một sự nhạo báng đối với tình hình thực tế trên chiến trường. Điều này càng làm gia tăng sự hoài nghi về chiến lược của Nga và thách thức lớn mà họ đang phải đối mặt trong cuộc chiến với Ukraine. Kênh truyền hình CNN của Mỹ vừa công bố đoạn video ghi lại cảnh quân đội Nga hành quyết ba binh sĩ Ukraine. Đoạn video được CNN độc quyền thu thập được quay trong cuộc giao tranh vào cuối tháng 8 gần thành phố Bokrovsk đang trong tình trạng hỗn loạn ở vùng Donetsk. Vụ việc được một quan chức Ukraine mô tả và yêu cầu giữ kín một số thông tin chi tiết để bảo vệ danh tính của đơn vị là một phần trong chuỗi các vụ hành quyết rõ ràng dường như đang gia tăng về tốc độ trong năm nay. Những người lính xuất hiện và loạn choạng đi vào giữa đường sai bụi bặm, sau đó quỳ xuống tay đặt trên đầu. Vài giây sau, cảnh quay từ máy bay không người lái của Ukraine cho thấy họ nằm sấp bất động bụi kéo dài gần đó. Theo các nhà báo, tất cả những điều này đều diễn ra ở khu vực Borosko. Các nguồn tin tình báo quốc phòng Ukraine đã cung cấp cho CNN danh sách 15 trường hợp kể từ tháng 11, hầu hết đều được chứng minh bằng video hoặc âm thanh thu được từ máy bay không người lái. Các nhà báo cho biết, những cảnh quay từ quận Borosko dường như phản ánh chiến thuật tàn bạo không ngừng nghỉ của quân đội Nga khi họ tiếp tục tiến vào miền đông Ukraine. Văn phòng Công tố khu vực Donetsk đã mở cuộc điều tra sơ bộ về hành vi vi phạm luật pháp và phong tục chiến tranh kết hợp với tội giết người có chủ đích. Theo dữ liệu sơ bộ từ văn phòng công tố, vào trưa ngày 27 tháng 8 năm 2024, lực lượng vũ trang Nga đã tấn công một trong những vị trí của lực lượng vũ trang Ukraine ở quận Borosko bằng máy bay không người lái. Một vụ hóa hoạn đã xảy ra. Các viên chức thực thi pháp luật cho biết quân Nga đã bao vây vị trí của quân Ukraine ở ba phía, một trong bốn người lính đã bị thương nghiêm trọng trong trận chiến. Các đồng đội của anh ta bị bao vây và chịu hỏa lực dữ dội của quân Nga, vì vậy họ buộc phải đầu hàng. Sau đó, những người lính Ukraine bước ra khỏi nơi trú ẩn bị phá hủy và quỳ xuống với hai tay đặt sau đầu. Vào lúc đó, những người lính Nga đã nổ súng vào họ. Vào đầu tháng 8, một vụ giết người tàn bạo khác nhằm vào tù nhân chiến tranh người Ukraine do tội phạm Nga gây ra đã được xác nhận. Trong một diễn biến liên quan, quân đội Ukraine đã phá hủy một khẩu pháo tự hành m s của Nga ở khu vực phía Nam. Quân đội Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái tấn công FBV. Cơ quan báo chí của lực lượng tác chiến đặc biệt đã công bố đoạn video. Một khẩu pháo tự hành 2S-19 m s của Nga đang di chuyển đến vị trí đã bị phát hiện trong quá trình trinh sát của các binh sĩ thuộc Trung tâm tác chiến đặc biệt Hải quân số 73. Quân đội Ukraine đã ra quyết định phá hủy hệ thống pháo binh của Nga ngay lập tức. Sau đó, lực lượng đặc nhiệm cùng với binh lính của cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine đã tấn công mục tiêu bằng máy bay không người lái FPV. Sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, hệ thống pháo binh của quân xâm lược Nga đã bốc cháy, nhiều khả năng là do thuốc súng của đạn pháo trong tháp pháo bị cháy. Video cho thấy pháo tự hành 152 ly của Nga đã dừng lại sau khi bị bắn trúng trên một con đường đồng ruộng giữa những hàng cây và tiếp tục cháy không biết liệu kiếp lái có cố gắng cứu hệ thống pháo của họ hay không. Các nhà quan sát theo dõi diễn biến chiến sự trong cuộc chiến tranh Nga-Ukraine đã phát hiện ra rằng một hệ thống pháo binh của Nga đã bị phá hủy ở khu vực Kherson. Theo lực lượng đặc nhiệm Ukraine, xe tăng ms s của Nga đã bị thiêu rụi thành tro. Cần lưu ý rằng, kẻ thù đang phải chịu tổn thất đáng kể về hệ thống pháo tự hành và các thiết bị quân sự khác vì số lượng máy bay không người lái FPV trong lực lượng phòng vệ Ukraine đã tăng lên đáng kể. Vào tháng 8, lực lượng phòng vệ Ukraine đã phá hủy 3 khẩu pháo tự hành MS-TS của Nga ở khu vực Donetsk. Kết thúc bản tin sáng hôm nay là thông tin về việc nhà sáng lập Tesla và SpaceX Elon Musk cho biết sẵn sàng làm việc không cần lương hoặc chức danh trong chính quyền của cựu tổng thống Donald Trump nếu ông tái đắc cử. Tôi mong muốn được phục vụ nước Mỹ nếu có cơ hội. Không lương, không chức danh, không cần sự công nhận. Tỷ phú Elon Musk viết trên X bình luận này được đưa ra trong bối cảnh có thông tin cho rằng ứng cử viên tổng thống đảng cộng hòa donald trump có ý định chấp thuận đề xuất về việc thành lập một ủy ban trong chính phủ nếu ông thắng cử trong những tháng gần đây, tỷ phú Musk nhiều lần bày tỏ mong muốn phụ trách một ủy ban của chính phủ trong chính quyền tiềm năng của ông Trump. Tuy nhiên, ông Trump tỏ ra hoài nghi việc tỷ phú này trở thành một phần trong chính quyền của ông. Theo ông, nhà sáng lập SpaceX và Tesla có thể sẽ quá bận rộn để phục vụ trong nội các của ông. Thay vào đó, ông gợi ý tỷ phú Musk có thể đóng vai trò cố vấn trong chính quyền của mình nếu ông đắc cử trong cuộc bầu cử vào tháng 11. Trước tình hình chiến tranh của Nga và Ukraine, Thụy Điển đã quyết định tham gia liên minh rà phá bom mìn và sẽ cung cấp hỗ trợ tài chính cho Ukraine để bảo đảm các hoạt động rà phá bom mìn được thực hiện sớm nhất có thể. Bộ trưởng Quốc phòng Litva đã thông báo điều này. Bản ghi nhớ do Thụy Điển ký kết đã cung cấp thêm sự hỗ trợ cho liên minh do Litva và Iceland đứng đầu. Ngoài ra, chính phủ còn hứa sẽ đóng góp 5 triệu euro để giúp Ukraine thực hiện các hoạt động rà phá bom mìn trên diện rộng. Cần lưu ý rằng hiện có khoảng 30 quốc gia đã tham gia liên minh rà phá bom mìn tích cực cung cấp hỗ trợ tài chính và vật chất cho Ukraine. Ngoài ra, các nước còn tài trợ thiết bị đặc biệt được thiết kế để tìm và phá hủy mìn chống bộ binh, chống tăng cũng như các thiết bị nổ khác. Hơn 26% lãnh thổ Ukraine có tỷ lệ thiết bị nổ, bao gồm cả mìn, rất cao, cần phải được phát hiện và phá hủy việc Thụy Điển gia nhập liên minh này sẽ cải thiện đáng kể năng lực của các quốc gia đã tham gia và cho phép cung cấp kịp thời các thiết bị cần thiết. Vào ngày 11 tháng 1, Bộ Quốc phòng Litva đã tổ chức cuộc họp của Liên minh rà phá ba miền quốc tế của Ukraine do Litva đứng đầu. Vaidotas Uberlis, giám đốc bộ phận chính sách quốc phòng, thuộc bộ quốc phòng Litva lưu ý rằng đây là cuộc họp làm việc đầu tiên của Liên minh nhằm làm rõ nhu cầu của Ukraine trong lĩnh vực hoạt động ra phá bom mìn và đóng góp cụ thể của từng quốc gia đối tác trong Liên minh. Liên minh ra phá bom mìn bao gồm các yếu tố ra phá bom mìn nhân đạo tại các vùng lãnh thổ được giải phóng khỏi quân xâm lược cũng như ra phá bom mìn trên đường tiếp xúc. Một quỹ hỗ trợ được thành lập để thực hiện hoạt động này, bao gồm việc mua các thiết bị cần thiết cho hoạt động ra phá bom mìn trên lãnh thổ Ukraine. Vào ngày 7 tháng 9, một sự kiện quan trọng đã diễn ra tại làng Sodaskoye thuộc vùng Voronezh của Liên bang Nga. Theo thông tin được đăng tải trên kênh Telegram 365 của Ukraine, lực lượng điều khiển máy bay không người lái UAV thuộc quân đội Ukraine đã thực hiện một cuộc tấn công chính xác vào một kho đạn dược trong khu vực này. Cuộc tấn công diễn ra trong đêm tối, gây ra một loạt các vụ nổ mạnh được ghi lại trong một đoạn video. Hậu quả của cuộc tấn công này là rất nghiêm trọng. Các vụ nổ liên tiếp của vũ khí và đạn dược đã gây ra thiệt hại đáng kể cho các công trình dân cư xung quanh. Tình hình trở nên nghiêm trọng đến mức chính quyền địa phương buộc phải bắt đầu quá trình di tản người dân, không chỉ ở Sodat Koye mà còn ở các khu dân cư lân cận. Đáng chú ý là phản ứng của chính quyền địa phương đối với sự kiện này. Thống đốc vùng Voronezh đã đưa ra những tuyên bố mâu thuẫn với thực tế. Ông này phủ nhận vì có cuộc tấn công xảy ra, thay vào đó khẳng định rằng hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ các UAV. Tổng đốc còn cho rằng vụ nổ trong kho đạn là do máy bay không người lái rơi. Tuy nhiên, mức độ thiệt hại và quy mô của vụ nổ dường như không phù hợp với giải thích này, gây ra nhiều nghi vấn về tính chính xác của những tuyên bố chính thức. Đây không phải là lần đầu tiên kho đạn dược ở vùng Voronezh trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công. Trước đó vào ngày 7 tháng 7, một cơ sở quân sự ở Segripka cũng đã bị phá hủy. Ngoài ra, ngày 25 tháng 6, một cuộc tấn công thành công đã được thực hiện vào một kho vũ khí tại làng Onkovatka, cũng thuộc vùng Voronezh. Những sự kiện này làm dấy lên nhiều câu hỏi về khả năng phòng thủ của Nga đối với các cơ sở quân sự quan trọng, đặc biệt là những cơ sở nằm sâu trong lãnh thổ của họ. Đồng thời, chúng cũng phản ánh sự phát triển của năng lực tấn công tầm xa của Ukraine trong cuộc chiến hiện nay. Trong một diễn biến đáng chú ý bên lề chiến sự, tại diễn đàn ambrosetti ở italy tổng thống ukraine volodymyr zelensky đã chia sẻ quan điểm của mình về những hạn chế mà các đồng minh phương tây áp đặt đối với việc sử dụng vũ khí tầm xa trên lãnh thổ nga trong bài phát biểu được đăng tải trên kênh facebook chính thức tổng thống zelensky bày tỏ sự tiếc nuối về việc ukraine không được phép sử dụng vũ khí phương tây để tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ nga bao gồm cả điện kremlin khi chúng ta nói về việc Ý hoặc ai đó lo sợ chúng tôi sẽ tấn công Điện Kremlin, tôi rất tiếc vì chúng tôi không thể làm được điều này, Zelensky nói. Ông nhấn mạnh rằng lực lượng vũ trang Ukraine cần được phép tấn công các sân bay quân sự của Nga, nơi cất cánh những máy bay thả bom dẫn đường hủy diệt KAB vào lãnh thổ Ukraine. Các sân bay này thường nằm cách biên giới từ 100 đến 300 km trong tầm bắn của vũ khí tầm xa phương Tây tổng thống zelensky cũng đề cập đến mối lo ngại của các đối tác phương tây về việc vũ khí của họ có thể được sử dụng nhắm vào mục tiêu dân sự ông khẳng định rằng ukraine đã thực hiện các cuộc tấn công vào hậu phương của nga bằng máy bay không người lái nhưng không nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự chúng tôi không nhắm mục tiêu vào dân thường họ là kẻ thù của chúng tôi nếu họ ủng hộ các chính sách của putin nhưng chúng tôi chưa bao giờ nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dân sự của họ ông nói trong bài phát biểu, Tổng thống Ukraine cũng đưa ra một số tuyên bố quan trọng khác. Ông hứa sẽ sớm cung cấp cho G7 kế hoạch buộc Nga chấm dứt chiến tranh. Tổng thống Zelensky nêu ra một mục tiêu khác của chiến dịch Kursk nhằm cho phương Tây thấy rằng Putin muốn tiêu diệt Ukraine chứ không phải tự bảo vệ mình. Ông kiên quyết phản đối việc đóng băng xung đột, gọi đây là một cái bẫy. Tổng thống Ukraine cũng bày tỏ lo ngại về việc Nga sản xuất khoảng 4.000 quả bom dẫn đường KAB mỗi tháng ở miền đông Ukraine và dường như không có ý định dừng lại. Ông nhấn mạnh rằng chỉ có thể ngăn chặn điều này bằng hành động quân sự. Ở một diễn biến khác, hai tiêm kích F-35 Mỹ lần đầu hạ cánh trên cao tốc tại Phần Lan trong khuôn khổ diễn tập thường niên do quốc gia Bắc Âu dẫn đầu. Lực lượng không quân Mỹ tại châu Âu, châu Phi cho biết các tiêm kích tàng hình F-35 hạ cánh trên cao tốc Phần Lan ngày 4 tháng 9 trong khuôn khổ diễn tập Baena 2024 do Helsinki dẫn đầu, tập trung vào hoạt động viễn chinh và phân tán ngoài căn cứ chính. Việc sử dụng cao tốc làm đường băng cho máy bay quân sự không phải là điều mới mẻ. Phần Lan từ lâu đã thực hiện điều này, Mỹ và các đồng minh khác hướng tới chiến thuật nói trên để đối phó nguy cơ căn cứ không quân bị tập kích. Vận hành máy bay quân sự trên cao tốc nằm trong nỗ lực triển khai chiến đấu linh hoạt của quân đội Mỹ, tập trung vào phân tán không quân trên đường băng truyền thống và phi truyền thống để khiến đối phương khó vô hiệu hóa năng lực tác chiến đường không. Mỹ lần đầu thực hành khái niệm này năm 2021 khi cho một cường kích A-10 đáp trên cao tốc ở bang Michigan. Quân đội Mỹ sau đó cho vận tải cơ MC-130G, Commando 2, máy bay không người lái MQ-9 Reaper và trực thăng MH-6M hạ cánh trên cao tốc ở Wyoming. Tiêm kích F-35 Mỹ từng thực hành hạ cánh trên cao tốc trong nước. Một chiếc F-35B của Thủy quân lục chiến Mỹ tháng 8 năm 2023 đáp xuống đường cao tốc ven Thái Bình Dương cũ tại phía nam bang California Ngũ Giác Đài nhiều lần đánh giá khả năng cho máy bay quân sự đáp xuống cao tốc đặc biệt quan trọng trong cuộc chiến tiềm tàng với đối thủ có khả năng tấn công phủ đầu, vô hiệu hóa căn cứ không quân và đường băng truyền thống. Không quân Mỹ đang nghiên cứu khả năng cho máy bay hạ cánh xuống bãi biển. Trong một diễn biến liên quan, người dân khu vực Kursk gia lực lượng vũ trang Ukraine chiếm đóng đã lập đơn kiến nghị yêu cầu tổ chức một hành lang xanh để di tản người dân. Văn bản gửi tới Vladimir Putin và Bộ Quốc phòng Tác giả đơn kháng cáo là Dana Shakralieva. Cô cho biết kể từ ngày 6 tháng 8, những người thân của cô ở làng Guevo, quận Shuzaski đã ngừng liên lạc. Cô cũng viết rằng các cư dân của các làng Boky, Flekhovo, Roskoya, Voresnoya, Chekaskoya, Voresnoya, Matinovka, Spano cũng đã không có nước, thuốc men, điện và ga. Sepralieva -e gọi lời thỉnh cầu là tiếng kêu cứu. Đừng bỏ rơi người dân của bạn, những người đã lựa chọn có lợi cho bạn. Hãy đưa ra lựa chọn có lợi cho người dân. Lời kêu gọi nói. Một đoạn video cũng được lan truyền trên mạng xã hội, trong đó người dân vùng Kursk yêu cầu Putin cho một hành lang xanh. Dana Sepralieva nói rằng các cựu chiến binh trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại và người khuyết tật vẫn ở trong các vùng lãnh thổ do lực lượng vũ trang Ukraine kiểm soát trong khu vực. Cô cũng bày tỏ nghi ngờ về những tuyên bố chính thức của chính quyền Nga rằng tình hình trong khu vực đang được kiểm soát. Lực lượng vũ trang Ukraine, lực lượng đã phát động cuộc tấn công bất ngờ và nhanh chóng ở khu vực Kursk vào ngày 6 tháng 8, hiện kiểm soát khoảng 1.300 km vuông lãnh thổ trong khu vực và 100 khu định cư. Ban lãnh đạo vùng Kursk trong bối cảnh cuộc xâm lược đã tuyên bố di tản 180.000 người, nhưng người ta nhanh chóng biết rằng người dân buộc phải tự mình đến nơi an toàn mà không có sự hỗ trợ của chính quyền, sự giúp đỡ của cơ quan chức năng. Phía Ukraine cũng quyết định di tản dân thường ở vùng Kursk, dân thường sẽ được đưa đến vùng Sumy. Họ cũng sẽ có cơ cơ hội đi theo hướng Nga nếu nhận được yêu cầu tương ứng từ phía Nga. Vào ngày 4 tháng 9, nhóm tìm kiếm Lisa Alert báo cáo rằng gần 700 cư dân vùng Kursk đã biến mất sau cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine được liệt kê là không tìm thấy. Tổng cộng trong tháng 8, các tình nguyện viên đã nhận được 918 yêu cầu tìm kiếm, trong đó 202 người được tìm thấy còn sống và 5 người được tìm thấy đã chết. Con số thực tế về người mất tích có thể còn cao hơn nhiều. Hội chữ thập đỏ nhận được hơn 1,5 ngàn đơn đăng ký tìm kiếm cư của dân Kuska chỉ tính riêng từ ngày 11 đến ngày 19 tháng 8. Cuộc tấn công thành công của lực lượng vũ trang Ukraine tại khu vực Kuska đã trở thành một đòn giáng mạnh đối với những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan ở Nga. Nhà tuyên truyền nổi tiếng của Điện Kremlin, Yakov Kedmi, đã không thể kiềm chế được sự thất vọng và đưa ra những chỉ trích gay gắt đối với quân đội và chính quyền Nga. Kirby đã chỉ ra rằng chiến dịch Kursk của Ukraine không chỉ thành công về mặt quân sự mà còn có ý nghĩa to lớn về mặt tuyên truyền. Theo ông, cuộc tấn công này đã phơi bày rõ ràng sự yếu kém của quân đội Nga, đồng thời cho thấy sức mạnh vượt trội của quân đội Ukraine. Ông nhấn mạnh rằng, Ukraine không chỉ đối đầu mà còn giữ vững phòng tuyến trước quân đội Nga. Quân đội Nga đã không thể đánh bại được Ukraine. Cuộc tấn công của Ukraine tại Kursk cho thấy rằng Nga không thể xuyên thủng hàng phòng ngự của Ukraine và giành chiến thắng điều này chỉ ra rằng ukraine dù nhỏ bé vẫn mạnh hơn quân đội nga mà điện kremlin từng tự hào là một trong những đội quân mạnh nhất thế giới ketmi nói ngoài ra nhà tuyên truyền này cũng cho rằng mục tiêu phi quân sự hóa mà nga tuyên bố ban đầu đã trở thành một trò cười ông mỹ mai rằng thay vì cố gắng phi quân sự hóa ukraine nga nên xem xét việc kiểm soát khu vực kusker của chính mình trước Cuộc phỏng vấn đã gây phẫn nộ trong cộng đồng những người yêu nước Nga khi Katy công khai chỉ trích không chỉ quân đội mà còn cả chính quyền Điện Kremlin vì sự thất bại trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Theo ông, Nga không chỉ không thể giành được mục tiêu mà còn phải đối mặt với nguy cơ không đạt được bất kỳ kết quả khả quan nào trong cuộc chiến này. Trước đó, các phương tiện truyền thông Nga cũng đã bắt đầu chuẩn bị cho người dân về khả năng không đạt được mục tiêu trong cuộc chiến xâm lược Ukraine khi ngày càng nhiều thất bại của quân đội Nga được phơi bày trước công chúng. Thưa quý vị, tại khu vực Donetsk, quân đội Nga đang cố gắng vượt qua kênh Sversky Donetsk Donbass, một tuyến phòng thủ quan trọng của lực lượng Ukraine. Kênh này với chiều dài hơn 133 km, đóng vai trò là rào cản tự nhiên ngăn chặn sự tiến quân của lực lượng chiếm đóng Nga. Theo sĩ quan báo chí của lữ đoàn pháo binh số 26 thuộc lực lượng vũ trang Ukraine Oleg Kalashnikov, kẻ thù đang cố gắng phá vỡ tuyến phòng thủ này để tiến sâu hơn vào khu vực do Ukraine kiểm soát. Mặc dù Nga chưa xây dựng được đầu cầu dọc theo kênh đào, mục tiêu của họ là vượt qua hoàn toàn con kênh và tiếp tục cuộc tấn công. Kalashnikov nhấn mạnh rằng lực lượng Nga đang tập trung toàn lực để chọc thủng phòng tuyến, dù gặp nhiều khó khăn từ sự kháng cự mạnh mẽ của quân đội Ukraine. Tuyến kênh Svorsky Donetsk Donbass không chỉ là một rào cản vật lý, mà còn là một phần quan trọng trong hệ thống phòng thủ chiến lược của Ukraine. Những nỗ lực vượt qua tuyến phòng thủ này của Nga cho thấy sự quyết tâm của họ trong việc chiếm giữ các vùng lãnh thổ chiến lược, nhưng đồng thời cũng làm lộ rõ sự khó khăn và thách thức mà quân đội Nga đang phải đối mặt trong cuộc chiến giành quyền kiểm soát khu vực Donetsk. Kết thúc bản tin trưa hôm nay là một thông tin về siêu bão Yagi, thưa quý vị. Chiều ngày 6 tháng 9, Siêu bão Yagi đã đổ bộ vào khu vực ven biển của thành phố Văn Xương, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc, với tốc độ gió gần tâm bão, đạt hơn cấp 17, khoảng 245 km h ở gần tâm bão. Siêu bão Yagi đổ bộ đã gây mưa bão lớn ở hầu hết các khu vực trên đảo Hải Nam. Một số thị trấn, làng mạc đã hứng chịu mưa bão cực lớn. Siêu bão Gia Ghi dự kiến sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc, đi qua các thành phố và huyện của Hải Nam trước khi vào Vịnh Bắc Bộ từ đêm thứ Sáu đến sáng thứ Bảy. Dự báo bão sẽ đổ bộ lần thứ hai dọc theo khu vực ven biển từ cảng Phòng Thành ở tỉnh Quảng Tây, huyện Tô Văn ở Quảng Đông và đến miền Bắc Việt Nam, có thể đạt cường độ bão hoặc siêu bão mạnh. Sau đó, cường độ của bão Gia Ghi dự kiến sẽ suy yếu nhanh chóng. Tại Trung Quốc, khoảng 1 triệu người ở miền nam đất nước đã phải rời bỏ nhà cửa. Các cơ quan khí tượng quốc gia Trung Quốc cho biết, Gia Ghi là cơn bão mùa thu mạnh nhất. Trước khi bão đổ bộ vào buổi chiều, gần 420.000 cư dân đã được di dời ở Hải Nam và hơn nửa triệu người ở Quảng Đông. Cơn bão đã gây mưa lớn trên hầu hết các khu vực của Hải Nam và một số khu vực đã mất điện. Người dân đã xây dựng các rào chắn bằng bao cát bên ngoài các tòa nhà để bảo vệ chống lũ có thể xảy ra và gia cố cửa sổ. Các lớp học công việc, giao thông và các hoạt động kinh doanh đã bị đình chỉ ở một số khu vực của tỉnh Hải Nam từ tối thứ Tư. Một số điểm tham quan du lịch đã đóng cửa và tất cả các chuyến bay tại ba sân bay trên đảo bị hoãn vào thứ Sáu. Tại thành phố Bắc Hải đã đình chỉ công việc, lớp học, các hoạt động kinh doanh và giao thông vào thứ Sáu. Trong ngày hôm nay, giao dịch trên thị trường chứng khoán, dịch vụ ngân hàng và các trường học đã bị ngừng ở Hồng Kông sau khi cơ quan khí tượng của thành phố nâng mức cảnh báo bão số 8 cho Gia Ghi mức cảnh báo cao thứ ba trong hệ thống khí tượng của thành phố. Yagi đã buộc hơn 100 chuyến bay tại Hồng Kông bị hủy bỏ, 9 người bị thương và được điều trị tại bệnh viện. Mưa lớn và gió mạnh đã làm gãy hàng chục cây cối. Tuy nhiên, Hồng Kông đã thoát khỏi thiệt hại nặng nề từ siêu bão Yagi so với các cơn bão trong quá khứ. Ở đây không ghi nhận trường hợp lỡ đất nào, chỉ có một vụ ngập lụt, không có trường hợp tử vong nào. Cựu phó giám đốc đài quan sát Hồng Kông Leon Nguyên Mô cho biết, Cơn bão Yagi không gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thành phố vì nó cách khoảng 400 km, mặc dù gây gió mạnh và mưa lớn. Trước đó, Yagi đã tàn phá miền Tây Bắc Philippines hôm 4 tháng 9, trước khi vào Biển Đông, làm ít nhất 16 người chết và 17 người khác mất tích, chủ yếu do lỡ đất và lũ lụt lan rộng và ảnh hưởng đến hơn 2 triệu người ở các tỉnh miền Bắc và miền Trung. Hơn 47.600 người đã bị mất nhà cửa tại các tỉnh Philippines và các lớp học công việc, dịch vụ phà giữa các đảo và các chuyến bay nội địa đã bị gián đoạn trong nhiều ngày, bao gồm cả khu vực thủ đô đông dân cư Manila. Chuyển sang một số thông tin khác trên thế giới, giới chức Indonesia mới đây đã bắt 7 người với cáo buộc đe dọa khủng bố nhằm vào sự kiện của giáo hoàng Francis ở Jakarta khi ông thăm quốc gia này. Densus 88 có hành động pháp lý đối với 7 cá nhân. Những người này đã đưa ra lời đe dọa dưới dạng tuyên truyền hoặc kích động khủng bố trên mạng xã hội, nhằm vào chuyến thăm của giáo hoàng Francis Aswin Sirega, phát ngôn viên đơn vị chống khủng bố tinh nhuệ Densus 88 của Indonesia ngày 6 tháng 9 cho biết. Cụ thể, các nghi phạm bị cáo buộc đã đăng các thông điệp, hình ảnh có nội dung đe dọa đánh bom và phóng hỏa tại những cuộc gặp gỡ công chúng của giáo hoàng Francis ở Jakarta. Lịch trình của ông bao gồm ghé thăm thánh đường Hồi giáo lớn nhất ở Đông Nam Á, nhà thờ chính ở Jakarta, phủ tổng thống và sân vận động bóng đá quốc gia. Các nghi phạm bị bắt tại những thành phố xung quanh Jakarta, tỉnh Tây Sumatra và Banka Belitung. Ông Siriga không cho biết các nghi phạm theo tôn giáo nào, song Indonesia từ lâu đã phải vật lộn đối phó với chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan. Năm 2022, tại đảo nghỉ dưỡng Bali xảy ra các vụ đánh bom, khiến tổng cộng 202 người thiệt mạng, đánh dấu các vụ khủng bố gây thương vong lớn nhất trong lịch sử nước này. Giới chức Indonesia đã tăng cường an ninh để phục vụ chuyến thăm của giáo hoàng Francis, trong đó, các con đường xung quanh những địa điểm quan trọng ông dự kiến ghé thăm đã được chuyển hướng hoặc đóng cửa giáo hoàng cũng được bảo vệ bởi lực lượng hùng hậu gồm 4.000 người, bao gồm lính bắn tỉa, binh sĩ, cảnh sát và một đội an ninh riêng. Indonesia, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á, là điểm dừng chân đầu tiên của giáo hoàng Francis trong khuôn khổ chuyến công du châu Á-Thái Bình Dương nhằm truyền tải thông điệp về đoàn kết tôn giáo để chống lại chủ nghĩa cực đoan và sự thiếu bao dung. Indonesia là quốc gia có dân số theo đạo hồi đông nhất thế giới, trong đó người theo công giáo chỉ chiếm 3%. Dù vậy, nước này là nơi có chủng viện công giáo lớn nhất thế giới, địa điểm đào tạo các linh mục tương lai. Chuyến thăm diễn ra sau khi giáo hoàng Francis đang gặp nhiều vấn đề về sức khỏe. Ở tuổi 87, ông phải ngồi xe lăn thường xuyên bị viêm phế quản và phải phẫu thuật nhiều lần vì các vấn đề về đường ruột. Sau khi rời Indonesia, giáo hoàng Francis hôm nay đáp máy bay xuống thủ đô Port Moresby của Papua New Guinea, quốc gia có phần lớn người dân theo công giáo, các điểm đến còn lại của ông là Đông Timor và Singapore. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin hôm nay. Cảm ơn quý vị đã tin tưởng lựa chọn Resolution Post để cập nhật tin tức và rất mong quý vị tiếp tục đồng hành cùng với chúng tôi bằng cách nhấn vào nút like, chia sẻ cũng như đăng ký kênh. MoLiFan cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo.